Khi đến với tôi, chồng tôi đã rất thành thật kể về cuộc hôn nhân cũ. Dù đã ly hôn 3 năm, anh vẫn dành cho vợ cũ những lời khen tốt đẹp. Thái độ nhẹ nhàng của anh ban đầu khiến tôi phân vân. Tôi rất sợ cảnh chồng còn vấn vương vợ cũ rồi xảy ra những chuyện đau lòng, phản bội, day dứt. Dũng, chồng tôi, vẫn luôn khẳng định anh đã không còn yêu vợ cũ, chỉ là còn tình nghĩa và trách nhiệm với con thôi. Nhưng rồi tiếp xúc nhiều, tôi càng thêm tôn trọng và yêu thương chồng mình hơn. Anh là người đàn ông trách nhiệm, chu cấp và thăm nom con gái thường xuyên. Từ lúc quen nhau, anh vẫn hay đưa tôi đi thăm con cùng và tạo điều kiện để tôi gần gũi bé. Sau khi cưới, tôi thường đi cùng chồng thăm con riêng của anh tại trường học. Con bé học lớp 2, ngoan ngoãn, đáng yêu. Mỗi lần gặp tôi, bé đều rất mừng vui, cứ ríu rít kể chuyện này chuyện nọ cho tôi nghe. Tuy nhiên, tôi chưa từng gặp vợ cũ của anh. Qua những mẩu chuyện vụn vặt của con gái, tôi ngầm hiểu ra, vợ cũ của chồng vẫn sống độc thân, là công nhân, lương tháng chỉ đủ chi tiêu trong nhà thôi. Tuần trước, tôi một mình đi thăm bé Ly, con riêng của chồng, tại lớp học thêm. Tôi đem bánh, sữa và ít tiền đến cho con. Bất ngờ, con ngây ngô hỏi tôi, mẹ Hà cho con thêm tiền được không? Mẹ con bệnh không có tiền uống thuốc. Nghe câu nói của con, tôi rất ngạc nhiên. Một đứa bé mới 8 tuổi sao lại có thể hỏi xin tiền như vậy? Lại còn nói mẹ bệnh mà không có tiền uống thuốc. Tôi đợi đến giờ tan học rồi đưa con về nhà. Đứng trước căn nhà cũ kỹ, nóng bức, tôi chạnh lòng thương con khi phải sống trong hoàn cảnh khó khăn như vậy. Khi vào nhà, tôi càng kinh ngạc khi biết những gì con nói là thật. Vợ cũ của chồng tôi phát hiện bị ung thư cổ tử cung từ năm ngoái, sức khỏe rất yếu. Chị ấy phải nghỉ làm để đi chữa bệnh nên tiền bạc không còn nữa. Thấy tôi, chị ấy cũng ngạc nhiên không kém. Chị gắng gượng lấy ghế mời tôi ngồi, cầm ly nước ra mời tôi uống. Nhìn chị khắc khổ nhưng hiền hậu, đáng thương. Sau buổi gặp mặt, tôi đã bàn với chồng đón bé Ly về nhà chăm sóc, cho con bé một cuộc sống tốt nhất, đồng thời tặng chị Mai 100 triệu để chữa bệnh. Nhưng mẹ chồng tôi nói rằng chị Mai là người tự trọng, chỉ sợ chị ấy sẽ không nhận tiền, càng không cho chúng tôi nhận nuôi con khi chị còn sống. Nếu đúng như thế thì tôi nên giúp đỡ mẹ con chị ấy bằng cách nào đây? Sau chuyến đến thăm nhà vợ cũ của chồng, tôi chăn trở, phân vân mãi vì quá thương mẹ con chị.